Công thức tài chính này sẽ giúp bạn mua nhà, mua xe trước 30 tuổi. Tậu Châu, cưới vợ, làm nhà, quan niệm ngày xưa có vẻ vẫn là ba cái khó đối với những người đàn ông trẻ thời nay. Càng khó hơn với những người chỉ có mức lương thấp. Đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, bạn đang tự hỏi làm thế nào để mua được căn nhà trước năm 30 tuổi. Trên thực tế, đang có không ít người cũng có chung nỗi băn khoăn trên, thậm chí đây còn là mục tiêu kiếm tiền, mục tiêu sống của hầu hết những người trẻ tại Việt Nam hiện nay. Hiểu được những suy tư này, video ngày hôm nay sẽ chỉ dẫn một con đường tắt nhanh nhất đưa bạn đến điểm đích cuối là hoàn thành việc mua nhà, mua xe trước 30 tuổi. Chỉ duy nhất với một công thức tài chính này, đảm bảo sẽ là giải pháp để mua được nhà trước năm 30 tuổi an toàn và hợp lý nhất nhé. Bất kể thu nhập hàng tháng của bạn là bao nhiêu, hãy chia nó thành 5 khoản như sau. 1. Khoản tiền đầu tiên, 30% chi phí sinh hoạt. Hãy sống đơn giản, các bữa ăn trong ngày không quá cầu kỳ, chỉ cần đủ chất. Khi bạn còn trẻ, khỏe mạnh và thích ứng tốt, nạp vào cơ thể một lượng thức ăn vừa phải, đã có thể đủ năng lượng làm việc trong một ngày dài. Không nên tốn quá nhiều tiền vào việc ăn uống linh đình, hội họp với bạn bè. Nên nhớ, ngoài ăn uống, bạn còn có hóa đơn điện nước, điện thoại, dịch vụ khác, cần đến sự góp mặt của lương. Vì vậy, đây là khoản chi đầu tiên mà chúng ta cần lưu tâm nhất. 2. Khoản thứ hai, 20%, giao tiếp mở rộng các mối quan hệ cá nhân. Mỗi tháng, hãy mời khoảng 2 người ra ngoài ăn trưa, tối. Nhưng bạn chỉ nên mời những người thông minh, nhạy bén, giàu có hơn bạn hoặc đã giúp mình trong sự nghiệp. Hãy chắc chắn rằng họ luôn làm việc chăm chỉ và có cái nhìn bao quát hơn bạn về các vấn đề trong xã hội. 3. Khoản thứ 3, 15%, học hỏi. Mỗi tháng hãy dành số tiền để mua sách. Vì tiền luôn có giới hạn, nên bất cứ khi nào mua sách, hãy cố gắng đọc và thẩm thấu hết các bài học, chiến lược được cung cấp trong đó và truyền lại cho người khác theo cách của riêng bạn. Ngoài ra, cố gắng tiết kiệm để mua một khóa đào tạo bài bản. Tiền đó không chỉ giúp bạn có kiến thức mà còn tìm ra những người bạn cùng chí hướng. 4. Khoản thứ 4, 10%, du lịch. Hãy cho phép bản thân đi du lịch ít nhất một lần trong năm. Du lịch sẽ tặng bạn thêm trải nghiệm. Sau một vài năm, đến nhiều nơi, gặp nhiều người, quan điểm về cuộc sống sẽ thay đổi đa chiều và giúp bạn trưởng thành hơn. 5. Khoản thứ 5, 25%, đầu tư. Liên tục gửi tiền tiết kiệm hàng tháng vào tài khoản ngân hàng. Sử dụng số tiền này cho vốn khởi nghiệp ban đầu. Sau một vài năm, bạn có thể bắt đầu tiết kiệm cho mục đích lâu dài. Nó sẽ là khoản tiền đề phòng khi có khó khăn xảy đến và đảm bảo sự ổn định trong chất lượng cuộc sống của bạn. Thu nhập bao nhiêu không quan trọng, bạn sử dụng tiền như nào mới là quan trọng. Cơ hội kiếm tiền chỉ đến với ai biết nhìn nhận, nắm bắt. Với công thức tài chính tôi vừa đề cập ở trên, bạn không chỉ tăng tài sản của mình sau một năm mà còn làm tăng cả giá trị bản thân. Hãy dành cơ hội ngàn năm có một cho chính mình và tất nhiên, nỗ lực là điều không thể thiếu.